Chương 12, lên lịch công việc. Chúng ta vào câu hỏi thôi. Đâu là giải pháp mặc định cho việc lên lịch công việc trên Red Hat 9? Tất nhiên, nó có thể là cron là cũ rồi. Chúng ta dùng một system timer giải pháp mặc định cho thằng Red Hat 9. Làm thế nào chúng ta thiết lập một cái timer để khởi chạy một cái gì đó ở thời điểm cụ thể? Chúng ta sẽ sử dụng là on calendar trong cái time session này được thôi. Chúng ta không dùng cron start nhé, cron là cũ rồi. Tiếp theo là chúng ta muốn timer để chạy 1 phút sau khi mà chạy một cái dịch vụ SIMD đó, thì 1 phút sau nó chạy dùng là on unit active set gì vậy? Không, on startup set set này, tức là câu này chỉ ra rằng cái thời gian bị timer chờ bao nhiêu giây trước khi chạy thằng system đi. Chúng ta muốn người dùng system đi ở cái system đi unit này, unit phải chạy 2 phút sau khi người dùng đã truy cập. Vậy nào sử dụng, ta sẽ sử dụng cái thằng trong cái việc system đi người dùng service ấy, thì chúng ta dùng on startup set. Để chỉ ra cái dịch vụ này nó thể nên chạy sau một khoảng thời gian nào đó sau khi người dùng cái user system service đã được chạy cho người dùng truy cập vào ấy. Thì tiếp theo là những cái lệnh sau nào có thể dùng để chạy một cron task vào chủ nhật lúc 11 giờ sáng. Không, 11, đúng 11 này. Chủ nhật là 7. Cái này thì thằng cron là gì đây, contact chữ L. Có là con tab, có là thế nào, cái này là ngày này, là không giờ này, không không phút này, 11 giờ này. Cái này là thứ bảy, là chủ nhật này. Đây là gì nhỉ? Dính cái nhỉ? Rồi. Đó là con tab sao? Đây nó có là đây phút này, giờ này, ngày trong tháng này, tháng mấy này, ngày trong tuần, vậy bỏ qua 2 cái số đó xóa thị đi là đúng. Vậy thì nó là cái này, đây là ngày trong tháng này, tháng mấy này, ở đây ngày trong tuần này, nó có C, nó có 3. Cái gì sau đây sẽ chạy một cái job 5 phút một lần từ thứ hai thứ sáu? 5 phút một lần, không chéo 5, từ thứ
2. Đến thứ 6. 1, 2, 3, 4, 5. Chéo chấm. Ở cuối cùng này. Đây là mọi giờ này. Với job 5 phút một lần. Mọi giờ. Mọi ngày trong tháng, mọi tháng và ngày trong tuần từ 1 đến 5. Cái 5 phút lần. Tiếp theo, chúng ta hãy tạo một câu hỏi là một nhé. Chúng ta làm cách nào chúng tạo một cái concept cho một mình cụ thể. Chúng ta sẽ đi cùng người đó này. Cái gì đấy? Chúng ta làm gì? Chưa người dùng đó này, có chữ E này, mình con tại Enter. Hay đúng đấy, chưa có người dùng đó này, có chữ E thôi. Và cùng là root thì ta sẽ dùng là cron chữ U E. Tại U để dùng, chữ E là delete chữ người dùng đó. Tiếp theo, cách sau đây không khuyến khích để chỉ ra một cái job có thể chạy với cron. Nó không modify con tác của này. Put the job separate chỉ có chúng ta thôi. Not thì là mua đổi bộ này. Chúng ta không phải mua, không phải thay đổi nội dung của con tác được. Chúng ta làm quả editor. Tiếp theo là put script in the con. Không, không nào này. Chúng ta làm cái này thôi, hoặc là put job. Theo ta có là sau khi chúng ta chạy câu lệnh trong s ở trong shell thì có lệnh nào cho phép chúng ta đóng s tại shell thì ta sẽ có là enter ý là dùng vqi thôi. Control D. Lên đây để gửi file từ SQL đó. Có lệnh nào cho phép chúng ta nhìn thấy cái job hiện tại đang được thiết lập ATQ. Đó là dụ S này. Query. Xong.